Bà ơi, tôi sẽ ra đi để tiễn đưa vào trong một giấc mơ buồn ba. Rồi có một chiều bà dần trắng nơi quán lá, xin bà hãy dành lại phút giây hoài niệm kẻ đắng chân. Cô bác anh chị thì quay trở lại cái clip thứ ba này. Anh Thọ sẽ đọc tấu một cái bản trong đờn sến, cây đờn sến. Rồi sau đó anh sẽ hát luôn anh Thọ ha. Rồi, rồi bây giờ anh sẽ tấu bài giọng Kim Lan. Dạ. Tôi cũng gửi tôi hai dừa đàn nhà hát bằng cái đờn sến là 8 câu 52. Yêu nhau không bao giờ có tội, nhưng anh chỉ muốn nói với em một điều mà từ bấy lâu ôm ấp mãi trong tim. Và giờ đây đã muộn màng rồi, có còn gì nữa đâu để nhớ thương kỷ niệm trong đời. Mình đã một thời chắc chiêu, trong tuổi còn thơ hồn nhiên để tạo cái đó là một cái trích đoạn người tình trên chiến trận. Yeah. Bây giờ nghe mùi quá, tự nhiên nghe có chút xíu nghe mùi quá, chắc khán giả ta cũng tiếc lắm. Thêm niềm câu cái trong cái bài máu nhuộm sân chùa hay là gì đó, anh có bài bản xưa anh có thuộc hai câu dùng cổ trong cái trích đoạn nào không? Nghe quá trời mùi. Tự nhiên dạ thưa bà, tôi là một kẻ từ miền xa xôi lắm, đạp sương hàng gió tiết trở về đây để kể cho bạn nghe một câu chuyện, chuyện ban đầu của một người con gái, chuyện thương đau của một kẻ đắng trình. Hôm qua tôi có về ngang nơi họ hẹn cũ, thì tôi mấy người con gái đã sang sông. Bà ơi, tôi sẽ ra đi
để tiễn đưa vào trong một giấc mơ buồn ba. Rồi có một chiều bà dần trắng nơi quán lá, xin bà hãy dành lại phút giây hoài niệm kẻ đắng chân. Tôi đã ra đi là chấp nhận cho mình một cuộc sống bên trời cô độc, như một loài chim buồn lạc lòng giữa đêm khuya. Tôi đến đây để chúc tụng cho bà đêm hôn lễ được vô vàng hạnh phúc, và hãy quên đi những gì gặp gỡ cho dặm trời xa còn bỡ ngỡ mộng sông hồn. Là vợ của người ta, còn tôi là một kẻ đứng bên ngoài hạnh phúc. Có tiếc thương cũng đành ly biệt, mong mỹ nào cũng tàn cuộc giữa đêm khuya. Vậy thì thôi, đường bà đi đường tôi bước chân gót quang hà sáng một chiều đông. Rồi có một chiều bà dừng chân nơi tiền đồi có là đây, lắng nghe chiến thuyền rộn ra kêu sầu. Đó là lúc bà đã bình yên trong cuộc sống bên chồng và cạnh những đứa con sinh. Còn tôi với cuộc đời không mộng ước, mộng mị nào rồi cũng tàn cuộc giữa canh khuya. Ơi cực kỳ hay nghe anh ca, mà em muốn nổi da gà luôn anh Thọ. Nó cao thế mà xíu mình tôi kia chưa. Ơi phải nói là cực kỳ hay. Có ai nói anh là ca giống ca sĩ chuyên nghiệp không? Lúc mà anh đi show quá. Thì nghe cũng có chứ không phải là không. Dạ, nghe giọng anh rất là độc lạ. Nghe đặc biệt là nghe lại cái bài bản xưa nghe của Minh Cảnh hát lúc phải không anh? Dạ, quá hay luôn. Nói chung là cô bác anh chị thấy anh Thọ ca bằng bi thôi, ca bằng cái ca bằng cái một cái chất giọng mộc bình thường, nhưng mà nó đã truyền cảm hứng giống như vậy rồi. Nói chi là qua một cái hệ thống dàn lược thì mà chuyên nghiệp thì chẳng khác nào là một ca sĩ thực thụ anh thôi ha. Quá hay. Nói chung là chúc anh sức khỏe. Bây giờ mình sẵn thì mình chơi luôn anh Thọ ơi. Yeah. Mình sẽ chơi tới nhạc cụ thứ ba là đàn ọt ha. Yeah. Rồi anh